Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Taco Towner 990 đời 2018. Tải trọng 990kg. Thùng lửng nha anh em. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Xe còn đăng kiểm dài 2022 nha anh em. Cabin máy lạnh. Con này như đi được 51.000. Rất là mới. Dở cái máy cho anh em coi thử. Đây, rất là mới nha anh em. Đảm bảo với anh em là xe này chưa có đụng chạm tới con ốc nào gì máy móc hết. Anh em có nhu cầu xài xe 990kg thùng lửng thì liên hệ cho mình số điện thoại như trên. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.